team. Who are the king? I want you to say with me. Who are the king? Hello team, hello team. Ê rồi, chương trình của mình xịn ha, có Sơn Tùng luôn kìa. Ờ đúng rồi. Để em coi hồ sơ nào. Đúng rồi, Sơn Tùng MTK này. Dạ, em là MTK, fan của anh Tùng MTB. Vì em đẹp trai giống anh Tùng nên em tự tin sẽ trở thành quán quân. TikTok của em cũng nổi tiếng lắm á. Ồ, vậy em chắc chắn phải nổi tiếng và rap hay kinh khủng lắm đúng không? Dạ dạ, thì em cũng có kênh TikTok, 2 follow, 1 là ba em, 2 là má em. Còn mọi người thì không ai follow em hết. Ê, tại sao qua là rapper nổi tiếng được? Tào lao ghê luôn. Xem còn ai nữa không Rom? Bạn này được nè. Gì đây? Nữ hoàng nhạc Việt, kẻ hủy diệt một con mít, chúa tể vần đơn. Em là CV, dễ tư hoặc bác, là phong cách của chị. Còn ai nữa không đâu? Tiếp theo là hot boy cao 1m8, nhà chẳng có gì ngoài vàng và kim cương anh ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh rap by rap. Em thì em chỉ cần bật mic lên, em cầm kim cương, em ném vào khán giả là khán giả vui liền rồi, không cần rap đâu. Được, phong cách đấy, cực kỳ ấn tượng và chuyên nghiệp, hay quá em ơi, hay quá, chắc chắn là quán quân tương lai đây. Yeah, Âu Sơ Cơ Rút, cảm ơn hai đại ca, yeah. Gì đây? Thí sinh cute dễ thương, nhưng chiều cao khiêm tốn và đặc biệt là chưa có bồ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Camui. Ở nhà em là cô gái ngoan hiền, ra đường em là chúa tể rap. Em có khả năng rap mà không cần beat, không cần flow, cũng không cần vần luôn. Có cái lạ đấy. Ok, vậy em thử freestyle một đoạn xem thế nào nào. Oh yeah, chị là Camui. Yeah, tính tình của chị thường rất là vui. Yeah, trình độ chị đây 1.8. Giám khảo mà không chọn chị là con cái nịt luôn. Oh yeah, Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Rap My Rap mùa 1. Và hôm nay sẽ là vòng tuyển thí sinh đầu tiên của chúng ta. Đến vòng tuyển sinh ngày hôm nay, chúng tôi đang có rất là nhiều những khám khảo đang uy tín, cực kỳ uy tín ngồi ở đây. Và giới thiệu với mọi người, đầu tiên là Siro Official với bề dày lịch sử và kỹ năng rap xử lý tuyệt vời chưa từng có. Chào mừng anh, giám khảo Bin Siro. Và bên cạnh anh Bin Siro đó chính là anh Mr. Vì Đẹp Trai, một trong những giám khảo cực kỳ uy tín với những màn rap cực kỳ máu lửa trên mạng xã hội, với kỹ năng mà không thể nào mà tuyệt vời hơn nữa. Giới thiệu anh Vì Đẹp Trai nhất là người đầu tiên. Yeah. Và sau đây là màn phỏng vấn khám khảo đầu tiên của chúng ta, giám khảo anh Bin Siro. Hôm nay đến với chương trình Rap My Rap thì anh có tâm sự như thế nào về chương trình này? Mong anh trả lời một cách hết sức nghiêm túc cho chúng tôi. Đây là một chương trình mà tôi cảm thấy sẽ tạo cơ hội cho rất là nhiều tài năng trẻ. Và tôi hy vọng là sau chương trình này chúng ta sẽ tìm ra được những chúa tể vần đơn, những kẻ hủy diệt những con bít và là những ông trùm của rap Minecraft. Yeah, vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và tiếp theo là đến giám khảo Mr. Vì Đẹp Trai. Vâng, hôm nay anh đã đến và xuất hiện trong chương trình với một bộ áo màu vàng. Anh sẽ mang lại niềm hy vọng cho các thế hệ rapper Minecraft mới. Và anh có lời gì muốn gửi gắm đến chương trình không ạ? Ui dồi ôi, hôm nay chương trình quá là tuyệt vời luôn. Chưa bao giờ tôi được tham gia một chương trình nó chuyên nghiệp như thế này. Hy vọng rằng là các thí sinh hôm nay sẽ thật là bùng nổ, và đặc biệt sẽ mang lại cho chúng ta những màn rap hết sức bốc lửa, và sẽ là một những bước tiến đầu tiên của mùa Rap My Rap mùa 1 nha mọi người. Và trên sân khấu của chúng ta bây giờ sẽ xuất hiện thí sinh đầu tiên tham gia vòng casting My Rap mùa 1 này. Xin giới thiệu với các bạn một cái người mà không thể nào mà giàu hơn thế. Thí sinh cầm trên tay mình hai viên kim cương và anh đang phun ra sân khấu rất nhiều kim cương. Xin giới thiệu với các bạn rapper thế hệ mới Phong Cần TV. Ok, và xin chào tất cả các quý vị ban giám khảo cùng với tất cả những bạn khán giả đang có mặt ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ ấy, với điện ảnh rap trong Minecraft. Thì hôm nay em đến với cuộc thi này á, thì không có gì mà ngoài một cái nguyện vọng là sẽ giành được giải quán quân của mùa thi lần này. Em xác định là em thắng rồi đó, trao luôn cúp
cho em đi, không cần thi đâu. Tôi thích em, nếu như em lọt vào vòng trong thì chắc chắn em phải về đời của tôi. Tôi thích cái cá tính nông cồn của em. Ôi giời ơi, thí sinh đầu tiên mà đã gắt vãi chuối nhờ, càng nói khẩu khí là càng ngông. Để xem cậu này sẽ làm gì được cho chương trình rap bay rap nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Siro và giám khảo Mr. Dịch rất là nhiều. Mấy anh chuẩn bị cho em lên làm giám khảo chung với mấy anh luôn đi là chuẩn bị là hợp lý rồi đó. Sau đây em xin trình bày một bài rap cho em tự sáng chơi à? Không phải, sáng tạo à? Không phải, à sáng tác, đúng rồi, sáng tác. Đó chính là bài Anh Hứa Là Yêu đó. Bây giờ em xin phép được trình bày à? Trình bày ai? Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Và nếu em là công chúa bước ra từ xứ sở thần tiên, thì anh sẽ là hoàng tử đến bên em để thấy bình yên. Một bài rap lớp nhưng lại thể hiện theo phong cách gangster. Rất nhiều kim cương, tôi kết em ở chỗ nhà giàu kim cương rồi đó. Đậu liền không nói nhiều, đậu. Hay, thí sinh này có vẻ ghê gớm dữ vậy ta. Đứng hát mà kim cương vung ra cái nhà suối. Trời đất ơi, mà bạn này bạn hát hay ghê à. Trời, tính lại là cái bài này anh nghe trên YouTube rồi. Có phải em là người cái người mà hát trên YouTube thôi mặc cái đồ con cá mập đứng nhảy không? Dạ đúng rồi anh, trời ơi là em chứ còn ai nữa. Trời mà anh thấy bài của em hay lắm đúng không? Trời anh, à với lại quên nữa nha, nếu như mà em mà được qua cái màn một này á, em được gọi là chiến thắng cái casting này á, thì em xin hứa là sẽ tặng cho mỗi vị giám khảo 2 thùng kim cương nha. Ôi dạ đấy, đậu liền đấy, không cho nó lớp được, đậu chấm đậu nha. Trời ơi, tí nữa bạn này bạn cho bạn này bạn vượt qua là mỗi giám khảo được 2 thùng kim cương. Đậu luôn không nói nhiều đâu. À dạ trời, cảm ơn tất cả ban giám khảo nhiều, em cảm ơn nha. Em hứa là lần sau em sẽ cố gắng viết những bài rap lớp theo phong cách hip hop hay hơn nữa. Dạ cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Có ngày kim cương cho em xin lại chứ em ngu gì dục đây. Cảm ơn mấy anh nha, em về ba mẹ con thắng ơi, con thắng ơi, cảm ơn ba mẹ sẽ sinh con ra trên đời. Và sau đây tiếp tục, thí sinh tiếp theo đang lên sân khấu với chúng ta, một cô gái đến từ hôm qua à lộn này, ngày hôm kia, đấy chính là Sammy Đào, với một giọng hát trong vòng sơ tuyển của chúng tôi cực kỳ chất và ngoại hình hết sức là ok luôn anh em, đẹp nhất cái chương trình này luôn, tôi hứa đây là anh em không thể nào mà thất vọng được với thí sinh này được. Và bây giờ sẽ cùng đến với màn trình diễn của ca sĩ Sammy Đào. Dạ em xin tự giới thiệu với ban giám khảo, đây là Sammy, chào là ban giám khảo, chào khán giả. Dạ chào A bác bảo vệ. Dạ chào gọi là gì ta cô, gọi là bạn muốn riêu đồ ngõ. Dạ chào mấy anh chị ekip. Mày nhảy lên mà chào nhiều quá. Quên xin lỗi. Rồi em hơi lịch sự á. Đó thì hôm nay em tới đây để em muốn gọi là chinh phục khán giả với là giọng rap rất là ngầu của em đó. Thì hôm nay là em có được gọi là sự thuyết phục của ba mẹ em rất là thích em rap luôn. Đó hôm nay em quyết định là đi rap luôn. Đó, ghê chưa. Dạ hôm nay em xin trình bày ca khúc Trong thời xăm à là một thầy ngay. Nhờ tin cho Free Fire bị xong trước đây. Tất cả quỳ xuống chỉ cho biết tay. Cá mập là nhắc khiến chị em thầu cay. Oh yeah, độc chất xa mày đường đầu. Chị độ thường thưa lên xem đường sau. Một khi cần tìm là xong đắc tiếc. Hiểu tìm thuốc lệ ơn xong quá ngầu ha. Vâng, và cảm ơn thí sinh Sammy Đào đã cho chúng tôi một màn trình diễn không thể nào mà xuất sắc hơn như thế. Và bây giờ sẽ đến với phần 2 ban giám khảo của chúng ta nhận xét về cô gái xinh đẹp này. Mặc dù là một thí sinh nữ nhưng mà giọng rap của em rất nội lực, được rất là nhiều bạn nam còn phải thua xa và để phục đó. Đậu liền cho anh, về đội của anh đi, anh hứa sẽ đào thành một rapper nổi tiếng luôn. Wow, trời ơi, bạn Sam này rap hay quá trời đất luôn. Không hổ danh là rapper nữ đỉnh cao nhất của Hero Team anh em ơi. Trời ơi, bạn này mà không đậu á thì tôi gọi là phải phí lắm luôn á. Nhưng mà nếu muốn bạn này đậu á, anh em mạnh tay ấn cho tôi một cái nút like video đi. Nhiều like video này thì tôi sẽ cho Sammy đậu nha mọi người. Trời ơi, rap hay quá trời mà nhảy ok quá trời đất luôn. Trời đất ơi, mấy anh khen làm ngại chừng sức ấy. Ôi, nhớ robot cho em đậu nghe. Thôi giỡn về em chung lúa mà la. Và tiếp theo đến với chương trình đó chính là một thí sinh hết sức đẹp trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Và anh ta là một cái người cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội với cả một cái biệt danh không thể nào mà cu ngầu hơn thế. Chính là anh rapper Kyron. À, gì đây. Thằng này quen anh ta sao giống anh em sinh đôi của Sơn Tùng nghe nhìn y như đúng một khuôn đúc ca luôn vậy. Ha rồi sao anh thấy mặt ông này nhìn giống Sơn Tùng như người ta. Bạn nào mà thấy mặt Kyron giống Sơn Tùng như hai giọt nước khác mỗi cái đầu thì nhớ để lại một nút like nha. Và bạn nào fan của Kyron nhớ để lại set hashtag Kyron nha để mình xem ông này có hát được bằng Sơn Tùng, anh nhìn mặt giống lắm rồi luôn á.
Ai giời ơi, cắt vì giám khảo nói như thế là đúng rồi đấy. Em là anh em xin đôi với lại Xuân Tùng này, rồi ôi. À, thôi bỏ qua đi, hôm nay em lên đây để thi ở một ca khúc mang tên Lỡ Yêu Em Rồi, ca khúc gọi là top 1 dinh chat, top 1 trending YouTube, chúa tể vần đơn. Ê dâu, ở đây chắc sẽ không biết ở đây. Cái giọng giống Xuân Tùng y đúc luôn vậy trời, mà nhìn cái mặt rồi cầm bi like cái thứ thù y chang Xuân Tùng luôn em ơi. Hay quá trời đất luôn, trời ơi Kion ơi, em về đội của anh đi, anh sẽ biến em thành một siêu sao, em sẽ thành đẳng cấp quốc tế luôn. Trời ơi, chuyên đi hát rạc đám cưới đám ma gì chơi được hết. Ây da, trời ơi, cảm ơn hai vị giám khảo gì đó khen em nha. Sau này em chuyển qua em hát nhạc Trung Quốc luôn. Thôi được rồi, em cảm ơn hai vị giám khảo. Ây da, bây giờ bích rồi quan tèo. Và tiếp theo đến với chương trình là một cô gái có mái tóc màu cam cũng như cái áo màu xanh, đó chính là Camui, vị thần của những vị thần. Úi dồi ôi. Chào mọi người, em chào mọi người. Mà để tao nói hết cho bạn nói chứ. Alo, alo. Dạ. À, vâng, em chào quý vị ban giám khảo, ban quý ban khách khán giả. Em là Camui, em đến từ miền Đông nước Anh. Nhưng mà thật ra thì em đi du học từ nước ngoài. Em hy vọng là em có thể làm thay đổi lên là lên rap Việt nước nhà để nó cho nó tốt lên. Và bây giờ thì em xin trình bày ca khúc của em. Trời. Chương trình của mình có cả gọi là thí sinh nước ngoài về thi đó anh. Ôi trời ơi, mời chương trình ra thi chơi chơi trong làng hơi đầu tiên luôn mà có Việt kiều người nước ngoài về thi luôn, trời ghê dữ vậy. Camui ơi, em đến từ miền Đông nước Anh là em ở khu tiểu bang nào bên đấy vậy? Thật ra thì là Đông Anh Hà Nội anh. Rồi thì biết là miền Đông ấy. À, mà sao cái gì mà mình đến Đông Anh Hà Nội, mà sao ở giữa mình đến Hà Nội mà kêu miền Đông nước Anh đồ sao xứ rồi đây. Ây giờ đây. Kêu kỹ thuật viên lên chỉnh chỉnh lại cái sàn nha anh. Sao em thấy cái sàn nhìn nó thấp thấp đúng không? Ủa sàn thấp đâu, sàn chuẩn mà trời. Ủa cái này là do sàn của mình nó bị sụt xuống hay do thí sinh của mình bị lùng ta? Ờ hai rồi, sao thì anh thấy từ khi mà thí sinh này bước lên sân khấu mọi thứ nó đều trở nên gọi là cao lên là sao trời, cho chương trình nó bị hoa mắt hay là thí sinh luôn thì cái. Ba giám khảo chơi vậy là không được nha, không được body Samsung em nha. Ba giám khảo mà còn tiếp tục như vậy là em bật biết đây là em biết cả ba giám khảo thi không? Ok, thí sinh đợi đến ba giám khảo luôn rồi. Ok, mời em đến giám khảo bằng nhận đơn. Hôm nay là sinh nhật thứ hai, anh em có mặt không thiếu một ai. Nâng ly lên, cùng thổi nến, tắt điện thoại chúng mình cùng ngồi bên. 4 năm rồi tớ và cậu bên nhau, vẫn trai hát leo dây suốt đêm thâu. Để tớ biến luôn trận này thành game show, tình bạn chúng mình chẳng bao giờ hết game đâu. Hello, Kato, Dili, quá tuyệt vời. Mọi thứ đều tuyệt vời. Nhưng mà dướng cái hơi lùng nên thôi em nhường lại cho Dịch á. Dịch nhận xét đây. Rồi, cho kỳ vậy trời. Sao thí sinh trong sân sinh thì rô lộn. Mà sao thí sinh mà lùn một xíu rô đẩy qua cho Dịch này rô cho kỳ vậy đâu. Thật ra hai anh không biết đâu. Dịch giả này. Bây giờ em khổ lắm, nên cơm em còn không có mà ăn. Mà em bây giờ em phải ăn bánh mì chấm sơ tinh mà. Đã thế, tóc em phải cái anh nhìn nó cam cam này. Các anh nhìn thấy fashion tally thế thôi. Chứ thật ra đây là nước cà rốt em vắt lên, nó cạo nó xuống dưới kia mỗi cái là hết rồi. Chưa kể còn đã anh nhìn đi, hai cái đầu gối của em này, làm những tiền mua quần áo đâu. Nói chung là em khổ lắm, hai anh hãy nhận em đi. Trời ơi cảm động quá, đi chân gì đâu mà hoàn cảnh cảm động như trời, lấy tóc chùi nước mắt ấy. Vậy đây cho đậu ở đây, cho đậu ở đây, đậu. Quá tuyệt. Rap mà rap của chúng tôi không chỉ một chương trình giải trí, nó còn là nơi để cao cái tình thương giữa con người với con người. Thật là thiêng liêng biết mấy. Do em quá nghèo nên em đậu luôn, không nói nhiều đậu. Và tiếp theo, nơi mới chương trình của chúng tôi là một cô gái hết sức lạnh lùng. Cô gái đến từ hư vô, mây mây TV, không bao giờ nói gì, hết sức lạnh lùng đi thẳng vào phòng thi của chúng tôi. Mặc kệ ai ngăn cấm, mặc kệ ai ngăn cản, cô vẫn đứng đầy hiện ngang xuất hiện trong chương trình Rap Mày Rap Mùa 1. Xin giới thiệu thí sinh Mây Mây TV. Anh ơi, sao con bé này không nói gì vậy anh? Ráp đi bạn, ráp đi. Ủa các bạn ơi, thí sinh mùa này bị chặn hay sao các bạn? Vô chương trình Rap My Rap mà không nói gì hết trơn luôn, đứng im, không thèm giới thiệu bản thân luôn, gì kỳ ấy. Ê cô kia, cô có giới thiệu về bản thân chưa? Ôi bé này kỳ kỳ ta, là do phong cách của nó vậy. Khỏi giới thiệu, vô gấp luôn đi em, vô gấp đi. Vậy xong rồi hả? Ủa sao nhanh vậy? Ủa
vậy là xong rồi hả? Ủa mình nhớ là mình đâu có có nghe rap gì đâu. Trời ơi, phong cách lạnh lùng, đồng lạ đúng thứ tôi cần luôn. Rap mà không cần đọc rap mà vẫn quán quân nó mới là số 1, em hiểu không? Đậu, chấm đậu liền, đậu liền dịch ơi. Anh mà không đậu là em cho anh rớt bài giám khảo luôn, đậu nha. Đậu, phong cách lạnh lùng vì không rap gì, không rap gì vẫn quán quân. Đậu. Và sau đây, đến với cả thí sinh tiếp theo, nữ hoàng rap Việt, kẻ giết chết một con beat, người có giọng hát vocal đỉnh cao nhất Việt Nam, rap không cần flow, đây chính là rapper Mèo Super. Hey yo yo, hello hello, what's up bro? Ok hello, chào mừng các bạn, chào các bạn nha, xin giới thiệu các bạn, tôi chính là kẻ tiêu diệt những con beat chúa tệ trong vần đơn, giọng hát dị diệt mọi con beat đây. Yo yo, what's up, là Super. Woo! Good hay. Mày dẻo cực kỳ tốt, với một cái giọng mà dẻo chúa như em là đảm bảo quán quân luôn. Lên luôn đi em, lên luôn đi, đừng giới thiệu được, lên luôn. Trời ơi, gì mà chúa tể vân đơn, gì kẻ hủy dịch một con biết cái gì ghê dữ vậy trời. Tính ra là chương trình Rap My Rap từ đầu đến giờ MC mới cho một quả intro deal cực kỳ trước về một thí sinh, biết đâu là một thí sinh tiềm năng sao trời. Trời hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Lên luôn em, rap luôn, vô. Ok, vô, cảm ơn hai ban giám khảo đã khen em. Bây giờ em sẽ thực hiện bài hát của em. Vô, what's up? Cái gì ta? Hôm nay là chủ nhật em thích đi vô trường. Hôm nay em có cây viết, em sẽ viết lên bài giáp này. Yeah, vô. Bro, đắc. Hôm nay đi chơi em gặp một con chả. Wow, sợ quá. Vô, yeah. Nó gáp cái gì vậy? Nó gáp rồi, nó gáp cái gì vậy? Nhìn hiểu không vậy? Ủa, nó ra rap là nó hát cái gì từ nãy giờ rồi, trời sao nghe không hiểu gì hết trơn vậy? Cái gì mà nghe nãy giờ đâu mà lùng bụng lỗ tai mà vô không vậy? Vần không có flow cũng không, mà delay cũng không nốt luôn. Gì trời trời, cái này là không được, cho vô là quỷ diệt rap diệt ra. Lỗi. Này mà cho vô vòng trăm là chết tôi luôn á trời, chương trình rap mày rap tôi đầu tư mấy trăm nghìn kim cương chứ đâu phải là chơi để đùa đâu trời. Trời, bạn rap như là chết tôi rồi, không được, lại. Trời ơi, tính ra em chưa giới thiệu hết mà hai ban giám khảo đã quyết định gọi là vội vàng rồi. Giới thiệu với hai ban giám khảo luôn, em top 1 channel youtuber, alo youtuber với ảnh đăng lên 10k like trên Facebook, ghê chưa, TikTok 1 triệu follow, WhatsApp sắp 3 triệu rồi, yeah, ngầu chưa? Trời ơi, top 1 channel luôn, vừa sọt xong nè, ghê quá em ơi. Ôi, cái sinh này mà lội là không được. Cái sinh này phải cho vô là sau này gọi là kéo em cho cái chương trình của mình. Chương trình mình sẽ nổi tiếng khắp thế giới, khắp Đông Nam Á luôn. Cho vô vậy thôi, đậu em nha. Trời ơi, top 1 channel trên YouTube, TikTok 3 triệu người follow, đăng ảnh lên xương 10k like. Trời ơi, thí sinh này nổi tiếng quá trời đất luôn. Trời ơi, giờ mà không cho vô cái chương trình mình thiệt thòi lắm luôn á. Trời, thí sinh này quá nổi tiếng. Trời ơi, vô em ơi, đậu luôn. Sắp. Trời ơi, em cảm ơn hai ba giám khảo đã gọi là gì ta, bình chọn cho em vô vòng trong rồi. Em rất là tự hào bản thân luôn. Cảm ơn tất cả các quý vị, cảm ơn mọi người. Trời, em vui quá. Thôi em rap tiếp đây. Ayo, Simi ăn con cá, rap tiếp. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình Rap My Rap mùa 1 của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta đã tuyển được những thí sinh hết sức sôi động và cực kỳ cute, đáng yêu, ngầu lòi đến từ tất cả những vị trí quốc gia khác nhau ở trên bản đồ thế giới quy tụ lại đây. Nếu các bạn thích chương trình Rap My Rap mùa 1 này, hãy nhớ lại cho chúng tôi một like, một subscribe, và bên cạnh đấy đừng quên qua ủng hộ tất cả những thí sinh nào có mặt trong chương trình ngày hôm nay nha. Và nếu như chương trình này đạt đủ 20k like trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục ra phần 2 của chương trình Rap My Rap nha mọi người. Và không biết trong những phần sau chúng ta sẽ đến với những màn battle rap rực lửa bùng nổ như thế nào, các bạn hãy chờ đón trong tập thứ 2 nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 nha. Bye bye.